Cảm ơn quý vị đang tiếp tục theo dõi Việt Nam hôm nay. Thưa quý vị, một tin vui là Đài truyền hình Việt Nam VTV đã đạt được thỏa thuận phát sóng chính thức UEFA Euro 2024 trên các kênh sóng của VTV. Hơn 50 trận đấu trong khuôn khổ của UEFA Euro 2024 sẽ được Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng VTV2, VTV3, VTV5 và VTV Cần Thơ và được truyền trực tuyến trên kênh VTV Go. Và quý vị có thể theo dõi giải đấu này trên ứng dụng VTV Go và chiếc đồng hồ đếm ngược đến Euro chuẩn bị dừng lại rồi. Chỉ còn hơn một ngày nữa thôi. Và đêm mai, theo giờ Việt Nam, ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu sẽ chính thức khởi tranh tại Munich của Đức. Phóng viên VTV đang có mặt tại đây sẽ gửi tới quý vị khán giả không khí trước giờ bóng lăn.